Xin chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam hôm nay, điểm hẹn tin tức lúc 17 giờ 30 trên kênh VTV1. Thưa quý vị, chiều nay Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ba anh em ruột ở làng Taorong, xã Yapan, huyện Chư Sê đã bị ngộ độc sau khi ăn thịt cóc. Hai cháu đã tử vong. Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật cứu sống kịp thời một nam sinh lớp 10 bị đứt lìa phế quản gốc của phổi trái do tai nạn giao thông. Từ tháng 2 này, Hà Nội sẽ thực hiện thí điểm ứng dụng công nghệ thủ đô số phục vụ việc tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. Phạm vi thí điểm bao gồm các sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải, Quy hoạch và Kiến trúc, Du lịch, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp quận, huyện, thị xã gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đông Anh, Mỹ Đức, Sơn Tây. Doanh nghiệp nhà nước thì có công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội. Từ quý 2, thành phố Cần Thơ sẽ phạt các đại lý xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử mỗi lần bán. Chuyển sang phần tin quốc tế, Bộ Ngoại giao Ả Rập Suốt ngày hôm qua đã ra tuyên bố kêu gọi các bên kiềm chế tránh leo thang căng thẳng trên biển đỏ. Động thái trên diễn ra sau khi Mỹ và Anh thực hiện các vụ không kích nhằm vào các địa điểm của lực lượng thi ở Yemen. Ả Rập Xê khẳng định đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì an ninh và ổn định trên biển đỏ, cũng như là đảm bảo tự do hàng hải đáp ứng của quốc tế. Còn nước Pháp thì đang ở trong những ngày lạnh hiếm thấy do ảnh hưởng đợt khí lạnh tràn từ Nga và Scandinavia. Tại thủ đô Paris, đêm ngày mùng 9 và mùng 10 nhiệt độ đã xuống đến âm 5 âm 10 độ C và nhiều vùng có tuyết. Trong những ngày này, dù chính phủ Pháp đã có những biện pháp hỗ trợ đặc biệt như là mở các trạm đón tiếp ban đêm nhưng vẫn không đủ phục vụ. Vậy thì người vô gia cư Pháp làm gì trong những ngày lạnh đặc biệt này? Phóng sự của phóng viên Nguyễn Mỹ Linh gửi về từ Cộng hòa Pháp. Hàn Quốc đã khởi động chương trình giảm giá lớn mở màn năm du lịch Hàn Quốc 2024. Trong năm nay, ít nhất có 20.000 người cao tuổi được hỗ trợ hướng nghiệp, đào tạo chuyển đổi nghề. Ít nhất 10.000 hộ gia đình có người cao tuổi được vay vốn khởi nghiệp nếu có nhu cầu và đủ điều kiện. Đây là những mục tiêu được nêu ra tại hội nghị do Hội Người Cao Tuổi Việt Nam tổ chức tại thành phố Vinh, Nghệ An. Chiều nay, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 38 bị cáo trong vụ án công ty cổ phần công nghệ Việt Á, công ty Việt Á về các tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Tập đoàn FPT mới đây đã trở thành doanh nghiệp công nghệ đầu tiên của Việt Nam công bố cán mốc 1 tỷ đô la Mỹ doanh thu từ xuất khẩu phần mềm. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên biển đỏ là một phần nguyên nhân kéo doanh thu của kênh đào Suez danh tiếng giảm suất mạnh. Tính trong cả năm, doanh thu từ kênh đào Suez đã giảm 40% so với năm ngoái. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF ngày hôm qua cảnh báo sự phân mảnh của nền kinh tế thế giới có thể khiến GDP toàn cầu giảm 4,5%. Tháng 12 vừa qua đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp Trung Quốc ghi nhận tình trạng giảm, tình trạng giảm phát ngược với xu hướng lạm phát ở các nền kinh tế lớn khác. Theo số liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng cuối của năm 2023 đã giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tàu du lịch lớn nhất thế giới Icon of the Sea với sức chứa tối đa 10.000 người thì đang chuẩn bị cho hành trình đầu tiên của mình từ Miami, Mỹ hướng tới Đông Caribe. Con tàu dự kiến sẽ khởi hành vào ngày 27 tháng 1 tới. Con tàu được thiết kế với 8 khu vực riêng biệt mang đến cho hành khách nhiều trải nghiệm thú vị trong suốt hành trình trên biển. Nền tảng tư vấn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor vừa công bố 7 điểm đến tốt nhất theo lựa chọn của du khách trong năm 2024. Vịnh Hạ Long và Sapa là hai địa danh nổi tiếng của Việt Nam có tên trong danh sách này. Những bãi biển quanh năm, nắng ấm, văn hóa, ẩm thực và hoa quả nhiệt đới của Việt Nam đã đặc biệt hấp dẫn đối với các du khách đến từ Kazakhstan, một nước Trung Á thuộc Liên bang Xô Viết cũ. Và Việt Nam đã lọt top 5 điểm đến ưa thích nhất của người dân Kazakhstan trong năm 2023. Sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường khách du lịch đến từ Kazakhstan thì đã góp phần vào sự phục hồi và tăng trưởng của du lịch Việt Nam. Thưa quý vị, À, kích thước chỉ như là một chú gấu bông và được uh, trang bị trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang muốn nói tới một chú robot có tên là Mercy có thể tương tác với trẻ em, à, robot có thể kể cho chúng nghe những câu chuyện, dạy toán và thực hiện các động tác nhảy bằng hai tay, à, nó cũng có thể trở thành một gia sư, một người cố vấn. Vâng, còn nếu quý vị đang cảm thấy cô đơn và muốn nói chuyện với một người thân hoặc là một người bạn đang ở một nơi rất xa, nơi quý vị sinh sống, thì một thiết bị có tên là Holobox có thể biến mong muốn này của quý vị thành